cho ước mơ hồng đẹp nước tuổi xuân, cuộc đời mai ngày xin ngài thương đỡ nâng, chúc tung ngài là Chúa Tây Càn Khôn đã dòng tình nuôi sống con từng ngày. Là Chúa khắp mọi nơi, chúc tụng ngài mãi đến muôn muôn đời. Hòa lời trầm ca cao bay lên chín tầng, ngợi mừng danh Chúa đã không ban hồng ân. Muôn tiếng tơ đàn giọng hát nhịp nhàng làm thành lễ vật dâng về Cha Trí Nhân, chúc tụng ngài là Chúa Tây Càn Khôn đã dòng tình nuôi sống con từng ngày. Là Chúa khắp mọi nơi, chúc tụng ngài mãi đến muôn muôn đời. Chúc tụng ngài là Chúa khắp mọi nơi, chúc tụng ngài mãi đến muôn muôn. Công đoàn, nhưng niềm vui sẽ trở nên trọn vẹn hơn nếu đêm hôm nay được sự ủng hộ nhiệt tình của quý công đoàn, khi quý công đoàn hiện diện cùng với các em và các bạn giới trẻ tại phần cuối nhà thờ trong đêm hôm nay. Và cũng mời tất cả các bạn giới trẻ, đặc biệt là các bạn linh hoạt viên giáo xứ của các em thiếu nhi, chúng ta cũng hãy trở về với sân cuối nhà thờ để chúng ta chuẩn bị cho đêm lửa trại sắp diễn ra. Mời tất cả các bạn linh hoạt viên, chúng ta hãy vây quanh đống lửa để chúng ta cùng chào đón tất cả quý công đoàn và các em thiếu nhi trong đêm hôm nay bằng một vũ điệu nào đó. Xin mời tất cả các bạn linh hoạt viên ở đâu ạ? Vâng, xin mời tất cả các bạn. Bây giờ nếu mà các bạn vui thì làm với thầy một cử điệu nho nhỏ này. Này bạn vui mà muốn tỏ ra cho cha xứ biết thì vỗ đôi tay, hai vỗ, một, hai, được chưa? Rồi, hai cái rồi nha, ai vỗ ba cái thì xin vào đây với thầy. Này bạn vui mà muốn tỏ ra cho cha xứ biết thì vỗ đôi tay, một, hai, được chưa? Rồi, này bạn chịu chơi không? Rồi, thầy hỏi các con này, các con đến đây vì ai? Các bạn đến đây vì ai? Vì ai ạ? Vì ai? Rồi, vì Chúa Kitô. Bây giờ chúng ta cùng hát bài vì Chúa Kitô nhá. Vì Chúa Kitô chúng ta về đây, hát to vỗ tay. Vì Chúa Kitô chúng ta về đây, vì Chúa Kitô chúng ta học hành, vì Chúa Kitô chúng ta đùa vui, mong cho người, mong cho danh ngài càng thêm sáng tươi. 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, rồi thuộc bài chưa? Thuộc bài. Vì Chúa Kitô hai lượt chúng ta về đây, vì Chúa Kitô chúng ta học hành, vì Chúa Kitô chúng ta đùa vui, mong cho danh ngài càng thêm sáng tươi.
Ngài đã hóa thân thành một người Do Thái trong đêm lửa chạy ngày hôm nay. Và chúng con chào đón cha bằng một tràng pháo tay thật lớn nữa các bạn ơi. Và con xin ông chùm sẽ tắt toàn bộ điện ở sân cuối nhà thờ giúp con để cho đêm lửa chạy chính thức được bắt đầu. Con xin thầy sứ Đa Minh sẽ chuẩn bị lửa. Và đêm lửa chạy chỉ có thể diễn ra khi chúng ta thinh lặng mà thôi. Nếu chúng ta vẫn mất trật tự thì đêm lửa chạy sẽ không diễn ra được. Vậy thầy kêu mời tất cả các bạn giới trẻ, các em thiếu nhi cùng toàn thể cộng đoàn hiện diện, chúng ta cùng thinh lặng để xin Thiên Chúa là vua tình yêu thánh hóa ngọn lửa và đêm lửa chạy ngày hôm nay. Cách riêng là các bạn giới trẻ và các em thiếu nhi rất thân mến. Cách đây gần 2 ngày, sau khi Đức Giê-xu về trời vào ngày lễ Vũ Tuần, các môn đệ của Đức Giê-xu đang tập trung cầu nguyện trong phòng. Bỗng từ trời phát ra một tiếng động như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà. Và họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra và đậy xuống từng người. Và ai nấy đều được đầy tràn ơn thần thánh. Vậy để đêm hôm nay, một đêm có được một sự giao lưu thực sự ý nghĩa, tất cả chúng ta hãy cầu khẩn Chúa Thánh Thần người đến. Đó là ngọn lửa tượng trưng cho sự sống, cho niềm vui và tình yêu thương trong lòng, để làm bừng sáng lên lòng tin cậy mình, để một ngày chúng ta trở thành ánh sáng cho đời. Giờ đây, xin mời tất cả quý cộng đoàn hiện diện cùng với chúng con cất cao lên lời cầu khẩn Chúa Thánh Linh để xin Ngài ngự xuống và thánh hóa ngọn lửa đêm nay. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Khấn xin người đến hồ con đang mong chờ Ngài suối nguồn thánh ân hiện xuống người dương gian xin Ngài hỏi đến Chúa thắp lên nơi đây, ngọn lửa sẽ xua tan đi bóng tối của tội lỗi và chiếu sáng. Cha mời thiếu nhi chúng con, tất cả mọi người chúng ta im lặng. Giờ đây, cha chủ sự sẽ đón lấy ngọn đuốc trên tay toàn người và đọc lời nguyện. Đêm nay, chúng ta đã khao khát được lập là ánh sáng, là hơi ấm, là niềm vui và là biểu tượng sự sống lại. Chính Đức Kitô Ngài từ trời đem ngọn lửa yêu thương, lửa của sự sống đến với trần gian. Giờ đây lửa đã đặt ở giữa chúng ta, ước gì chúng ta hãy sống trọn vẹn niềm vui và tình yêu của Giê-xu bên nhau trong đêm nay.
và mọi ngày trong cuộc đời. Sau đó, vị chủ sự sẽ chúc lành cho đêm lửa trại hôm nay. Lạy Chúa, ơn Chúa Thánh Thần đã đến nơi mỗi người Kitô hữu chúng ta, để mỗi ngày trong đời chúng ta đều là một ngày lễ ngũ tuần. Nguyện xin người chúc lành cho lửa trại đêm nay của chúng ta tràn ngập ánh sáng tình yêu. Và giờ đây, vị chủ sự long trọng châm đuốc và đống củi cho ngọn lửa bừng lên, và đêm lửa trại đã chính thức được khai mạc.
chúng ta quyết chiến thắng. Ôi dê chưa ạ? Rồi hey, tay ở đâu là tay? Nhắc ở đâu là nhắc ở đây? Xe đáp bóng sở hữu của mình bên cạnh. Rồi được chưa? Rồi đi đất đi đâu? Không sợ khó. Đi đất đi đâu? Không sợ khó. Chiến thắng bóng sở hữu. Đi đất đi đâu? Hãy ra đi, làm những người xa mà đi. Samari từ dân hành động chỉ vì lòng nhân, chạy thứ cho người lầm tư, không phân biệt là vương quen. Nhân của tôi, ai là thân nhân của tôi? Đâu là điều đẹp ý Chúa, đâu là lễ vật Chúa mong. Người thân của tôi bên em là người cần tình yêu. Anh em của tôi trong đời là người cần yêu thương. Trò chơi nho nhỏ để ta tìm kiếm những người đạt chung kết trong đêm hôm nay. Rồi, rồi, làm cho Đại Huy Tho Tho, Tho, nắm một tay đứng thẳng lên Tho. Thuôn, ngồi xuống. Thuôn, Thuôn, Thuôn. Thuôn, Thuôn, Tho. Thuôn. Có bạn kia là Thuôn cơ mà. Hey, 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 hey. Muốn nở say muôn ấm em thì góp
các bạn đã